Chào mừng quý vị và các bạn đến với Góc Chuyện Đêm trên kênh YouTube. Và đến với Góc Chuyện Đêm hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp theo phần 4 của tập truyện Một đêm say định mệnh của tác giả Hạ Huyền Trú. Và các bạn hãy nhớ ấn theo dõi kênh cùng ủng hộ cho Thu Huyền quý vị nhé. Sau đây, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Mẹ tôi nói, biết con thích thưởng thức mỹ nam nên tặng cho một đứa để vui đùa. Thích chứ? Kích động chứ? Nó yêu mẹ đi nào. Sau tháng 7 sẽ là tháng 8 nóng bức, mặt trời công công nhiệt tình nóng rát như lửa, luôn chịu khó đeo bám mặt trời. Thật là kẻ khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nhắc tới tháng 8 thì không thể không liên tưởng đến kỳ nghỉ hè. Đó là một khoảng thời gian sung sướng biết bao đã rời xa tôi mãi. Nhưng mà năm nay, nhờ có phúc của bà mẹ già trốn nhà đi đã mấy năm, tôi lại may mắn có được hơi thở của kỳ nghỉ hè. Nguyên do là vì phải cần chiếu cố đến một thằng nhóc đến đây để nghỉ hè. Lại một lần nữa cho tôi thực hiện chính sách ba cùng. Cùng cười, cùng chơi và cùng đấu võ mồm. Đầu tiên, tôi muốn nói rõ một chút quan hệ tình cảm của tôi cùng lão mẹ bây giờ. Mọi người hẳn cũng đã biết. Năm tôi mới vừa lên cấp 2 thì mẹ già đã bỏ đi. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là xảy ra chuyện lãnh đạm tình cảm của hai mẹ con. Thật ra là ngược lại, khoảng cách giữa hai người càng xa thì tình cảm càng tốt. Đừng hỏi tôi là vì sao, chính vì tôi cũng không tìm ra nguyên nhân đây này. Mặc dù cả hai mẹ con không ở bên cạnh nhau, nhưng mẹ già cũng biết tôi thích thưởng thức mỹ nam, giống như tôi cũng biết bà thích được cha theo đuổi, tìm kiếm ở đằng sau vậy. Tình cảm của chúng tôi nói là giữa mẹ con ruột thịt, không bằng ví như tình cảm bạn bè hoặc chị em thân thiết còn đúng hơn. Hoàn toàn không có trở ngại về tuổi tác, tư tưởng hay sự ăn ý nhuần nhuyễn nào hết. Vì vậy, cha tôi đã đưa ra một cái kết luận hết sức sâu sắc. Hạ Anh là một đứa trẻ ngoan có giáo dục, thích hợp để chăn dê ăn cỏ. Nói đến chuyện tâm linh tương thông giữa tôi và mẹ, mọi người đừng có cho là thật nha. Mặc dù bà là mẹ ruột của tôi, nhưng điều này sao có thể chứ? Hai người cách xa nhau tới tận vạn dặm. Hai quả tim cũng chẳng thể kết nối được với nhau, cho nên chúng tôi là sử dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại của thế giới bây giờ. Máy vi tính và điện thoại để liên lạc cũng như là nắm giữ tình trạng của đối phương. Nói ví dụ như, thông qua email, mẹ tôi ngay lập tức biết được việc tôi đã có chồng. Thông qua mạng xã hội, bà cùng hàn lỗi hoàn toàn xuất sắc cuộc gặp mặt thế kỷ giữa mẹ vợ nương nương và con rể gian trá. Thông qua điện thoại, tôi biết được rằng mẹ cùng với người thân đang ở chỗ nào đó hết sức an toàn. Đã nhiều năm như vậy, mẹ vẫn tiêu xoáy hành tẩu du ngoạn ở các quốc gia, các thành phố lớn khác nhau. Thứ duy nhất không biến đổi là thông lệ gọi cho nhau 3-4 cuộc điện thoại mỗi tháng. Ít nhất một tuần phải trò chuyện một lần vào ngày đầu tiên để xác định đối phương còn sống không, đồng thời tám chuyện, trêu chọc lẫn nhau và nói linh tinh đủ thứ. Cho nên, ở buổi tối đầu tiên của tháng 8, điện thoại di động của tôi đúng lúc đúng giờ vang lên. Đợi nó vang 3 tiếng xong, tôi nhìn cũng không thèm nhìn, đến cái tên hiển thị mà cũng không có chút do dự bấm phím tiếp nhận. Còn yêu dấu, nhớ mẹ sao? Mong nhận được điện thoại của mẹ lắm à? Đầu dây di động bên kia truyền đến giọng nói đặc biệt, cùng tinh thần dị thường của mẹ già nhà tôi. Nói thật, tôi bình tĩnh nói. Ở năm đầu tiên lúc mẹ rời đi, mỗi ngày chỉ mong nhận được điện thoại từ mẹ. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, thật xin lỗi cho con nói thật, con chẳng còn mong đợi gì. Cũng không biết có nên đề nghị chúng ta đổi thành một tháng một lần gọi điện hay không nữa. Thật đúng là một đứa trẻ không đáng yêu mà. Mẹ tôi oán trách trong điện thoại, nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có ý mắng mỏ, mà là làm nũng nhiều hơn. Mẹ lần này tìm tới là muốn nhờ sự giúp đỡ của con. Bà dùng giọng điệu như thể đang dâng hiến vật quý nói. Ngày mai con nhớ đàng hoàng một chút. Đến phi trường đón một người đàn ông tên là Âu Dương Xuất cho mẹ. Anh ta muốn sống ở nhà hai đứa, mà con thì cần phải chăm sóc anh ta một tháng. Biết khẩu vị con nặng rồi, lần này mỹ sắc tuyệt đối hợp với con nha. Oan uổng quá, oan uổng quá. Cái gì gọi là khẩu vị nặng chứ? Người ta cũng chỉ là thích thưởng thức mỹ nam thôi mà. Sao lại nói người ta là sắc nữ thế? Hơn nữa, để cho một người phụ nữ có chồng đi chăm sóc một người đàn ông, chuyện này sao có thể chứ? Hơn nữa, kẻ này cần phải chăm sóc mình. Chẳng lẽ anh ta tàn tật, mù loà, mất trí hay là động kinh à?
Tôi còn đang định phân tích cùng với mẹ tình hình thực tế của Hàn Lỗi nhà chúng tôi và bộ mặt thật của anh. Ai dè bà đã sớm cắt đứt lời của tôi nhanh gọn và dứt khoát. Không được có dị nghị, con chỉ có một lựa chọn, đó chính là phục tùng mệnh lệnh. Sau đó bây giờ đưa máy cho con rể ngoan nhận điện thoại. Mau, ngoan nào. Thật đúng là một bà mẹ vợ tiêu chuẩn có con rể quên con ruột. Tôi đưa di động đến trước mắt, làm một cái mặt quỷ thật to hướng về phía nó, xong mới đưa cho Hàn Lỗi đang ngồi ở bên cạnh, lạnh lùng nói. Lão Phật gia lật được thẻ bài có tên ngươi, mau mau đến tiếp nhận sủng ái đi. Hàn Lỗi cười nhận lấy điện thoại, anh tự hồ rất thích thú và mong đợi được hàn huyên cùng với mẹ già nhà tôi. Cả quá trình trò chuyện, Hàn Lỗi chỉ có lúc ban đầu lễ phép hỏi han sức khỏe của mẹ tôi thôi. Còn đâu thì cứ im im nghe bên kia nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía tôi mấy lần. Nụ cười trên mặt càng lúc càng mở rộng, cho đến khi biến tướng thành kiểu cười híp lại không còn thấy mắt đâu, rất quỷ dị. Nhìn thấy tình cảnh ấy, tôi đột nhiên không khỏi cảm thấy da lưng run lên tê dại hay là gió lạnh. Thế nên liền dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn Hàn Lỗi đang hớn hở nói chuyện với mẹ qua điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, hai kẻ này sẽ không phải đang mưu đồ bí mật làm chuyện gì tổn hại tới tôi đi. Cuối cùng, đối mặt với mẹ tôi, Hàn Lỗi liền tiếp nhận thánh chỉ. Con rể biết điều, hàng phục đưa ra một quyết định hết sức quyết đoán. Đó chính là quang minh chính đại đưa vợ đi trốn việc đến sân bay đón người. Sân bay rộng lớn, đến người đến người đi. Mặc dù không đến nỗi quá mức chật chội, nhưng mà những người đến đón người thân tại đây cũng không ít. Tôi cùng với Hàn Lỗi chính là hai trong số người đó. Bên ngoài mặt trời đang lên cao, nhiệt độ cũng tăng dần. Tôi cảm thấy hết sức may mắn khi bên trong phòng chờ sân bay có máy điều hòa. Nếu không, có ném tôi xuống biển làm mồi cho cá, tôi cũng bằng lòng. Lúc này, trong tay tôi đang cầm cái bảng viết ba chữ to đùng, Âu Dương Xuất. Sản phẩm tối hôm qua Hàn Lỗi hứng chí bừng bừng đích thân chế tạo. Đứng ở ngoài rào chắn với Hàn Lỗi ngó mặt vào trong, đợi chờ người đàn ông tên Âu Dương Xuất đi ra. Máy bay hạ cánh, bên trong lục tục có người đi ra. Tôi cố kĩnh chân, giơ tấm bảng lên, hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của Âu Dương Xuất để anh ta chủ động đi đến chỗ mình. Mẹ đã nói Âu Dương Xuất là một người đàn ông thích hợp với khẩu vị nặng của tôi, vậy thì nhất định sẽ là một mỹ nam. Cho nên hẳn là tôi sẽ rất dễ dàng nhận ra mới đúng. Nhưng mà hành khách đã gần ra hết rồi, tôi sửng sốt phát hiện ra không có ai là kẻ hợp với khẩu vị nặng của mình. Chẳng lẽ Sái Ca thường thích đi ra cuối cùng sao? Đúng vào lúc tôi đang rối rắm hết mức, thì một cậu bé đẹp trai đến kỳ lạ, lôi kéo cái vali nhỏ xíu của mình đi tới bên cạnh tôi với Hàn Lỗi, lễ phép hỏi. Hai người đang đợi Âu Dương Xuất sao? Tôi cúi đầu nhìn nó, phản xạ có điều kiện, gật gật đầu. Nhận được khẳng định từ tôi, thằng bé trai cười hết sức rạng rỡ nói. Chào hai người, em chính là Âu Dương Xuất. Sau đó còn tặng kèm một lúm đồng tiền thật khả ái, thật to nữa. Nước miếng, ôi nước miếng, mau bắt lấy nó, mau bắt lấy. Bất ngờ, chờ một chút, tôi nhìn thằng bé đẹp trai. Trước mắt đây, kìm lòng không được há hốc mồm. Âu Dương Xuất, đàn ông, anh ta căn bản chỉ là một đứa trẻ con mà. Vẻ mặt tôi không có cách nào tiếp nhận được, mở ví tìm di động, muốn gọi điện cho mẹ xác nhận tình huống lúc này. Đứa bé trai giống như là đã nhớ ra cái gì đó, cũng mở ba lô của mình, lấy một bức thư đưa cho tôi nói. Chị à, đây là dì Mạc dặn em đưa cho chị. Một đứa trẻ biết điều ngoan ngoãn cỡ nào, gọi tôi một tiếng chị ngọt ngào quá đi mất. Tôi mỉm cười nhận lấy bức thư mà dì Mạc gửi cho tôi kia. Hạ Anh yêu dấu, ngạc nhiên không? Không nghĩ tới Âu Dương Xuất sẽ là một đứa bé trai sao? Thật ra thì gọi nó là một người đàn ông cũng không sai. Dù sao một ngày nào đó, thằng bé sẽ biến thành một người đàn ông chân chính mà. Con nhất định đã hiểu sai đúng không? Thật sự cho rằng có một người đàn ông thành thục uy hiếp với địa vị của Hàn Lỗi sao? Làm sao có thể? Mẹ đây rất yêu thương Hàn Lỗi nha. Hơn nữa, làm gì có người như thế tồn tại? Tốt lắm, trở lại chuyện chính. Cha mẹ của Âu Dương Xuất đang ra tòa đòi ly dị. Vì thế, để cho không bị ảnh hưởng quá nhiều, chúng ta quyết định trước khi có phán quyết của tòa sẽ đưa nó đến chỗ mấy đứa ở tạm thời. Nghỉ hè luôn thể. Đứa nhỏ này trước kia từng có gặp qua Hàn Lỗi, lại rất thích nó nên mẹ cùng Hàn Lỗi đã nói qua. Nó cũng tỏ vẻ sẽ thành tâm tiếp nhận nhiệm vụ này, cho nên con gái yêu ạ. Phối hợp thật tốt cho mẹ,
chăm sóc thằng bé nhỏ chu đáo nhé. Đứa nhóc này thật ra thì... Nhìn ba trang giấy viết thư tràn ngập chữ của mẹ già, tôi ngạc nhiên phát hiện trán của mình đã đầy hắc huyết đến mức không thể thêm được nữa. Tôi cẩn thận cất ba tờ giấy viết thư kia, nhìn chăm chú vào Âu Dương Xuất. Nó bất quá mới chỉ hơn 10 tuổi, thân cao đến bên eo tôi là cùng, thế mà đã trổ mã lên đẹp trai tuấn tú. Tin tưởng một thời gian nữa, nó nhất định sẽ trở thành người khiến cả đám đàn bà con gái điên cuồng nha. Mỹ nam nhỏ tuổi, có một mái tóc ngắn xoăn tự nhiên, cặp mắt sách to mà sáng ngời, khuôn mặt bé bé đỏ bừng hết sức dễ thương. Nhìn xem, cái này gọi là người cũng như tên, là gen di truyền đó. Thằng nhóc biết điều, vẫn đứng im cho tôi đánh giá, không vội vàng, không náo loạn. Có thể nhìn ra, nó ở nhà được dạy dỗ và kèm cặp khá tốt. Khí chất vương tử cùng quý tộc biểu lộ rõ bên ngoài không sót một thứ gì. Nhìn bé trai cực phẩm sắp tới sống ở nhà mình này, mà lòng tôi tràn đầy vui sướng, vươn tay với nó nói, xin chào, chị là Hà Anh. Sau đó chỉ vào Hàn Lỗi bên cạnh, anh ấy là Hàn Lỗi. Thời gian một tháng tới, chúng ta sẽ sống cùng nhau. Âu Dương Xuất xấu hổ, cũng cười và vươn tay nắm lấy tay tôi, có chút ngượng ngạo nói, chị khỏe, anh khỏe ạ. Ấn tượng đầu tiên của Âu Dương Xuất đối với chúng tôi có vẻ khá tốt. Không, phải nói là nó đối với Hàn Lỗi nhà chúng tôi có ấn tượng rất tốt mới đúng. Nhìn trong ánh mắt nó tràn đầy vẻ kính ngưỡng, sùng bái, ngưỡng mộ là đủ hiểu rồi. Điều này làm tôi chợt nhớ đến Tần Hạo. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem có nên tìm thời gian để nó cùng Tần Hạo gặp mặt hay không. Dù sao bọn họ đều là những người ái mộ vẻ đẹp của Hàn Lỗi nhà tôi. Hàn Lỗi nở nụ cười kinh điển, dùng tiêu chuẩn ngoại giao với Âu Dương Xuất. Bắt chuyện với nó xong, liền một tay nắm tay nó, một tay kéo vali hành lý. Còn tôi nắm tay còn lại của thằng nhóc. Ba người cùng đi ra khỏi sân bay. Âu Dương Xuất được Hàn Lỗi nắm tay, liền lộ ra nụ cười vui vẻ, mừng rỡ vô cùng khả ái. Nên tôi không nhịn được, cũng dùng vẻ mặt sùng bái nhìn anh. Người này thật là nam nữ, lớn nhỏ, ai cũng ăn sạch à. Một Tần Hạo còn không đủ, bây giờ còn thêm cả một đứa trẻ con. Thật là làm cho tôi bội phục, bội phục. Hàn Lỗi bảo chúng tôi đứng ở cửa trước sân bay chờ anh lấy xe từ bãi đỗ ra ngoài. Vì thế, tôi cùng thằng nhóc kia ở chung một chỗ. Bởi vì không hay nói chuyện cùng với những đứa nhóc ở tuổi này, nên tôi nhất thời không biết nói gì và hàn huyên cái gì. Bầu không khí trở vậy mà nên lúng túng cùng tẻ nhạt. Đúng lúc này, Âu Dương Xuất mở miệng, dùng một giọng nói lạnh ngắt như băng, không thể tin nổi mà nói. Gì à? Con cảm thấy gì không xứng đáng với anh Hàn Lỗi đâu. Gì? Lông mày của tôi xoăn tít lại, quay mặt nhìn về phía thằng nhóc đang cố tỏ ra bộ dáng người lớn bên cạnh. Nó bây giờ chẳng còn bộ dáng đáng yêu biết điều như lúc nãy mà trở nên xem thường, thậm chí là không vừa mắt với tôi nữa. Cậu ta là con rận trong chăn tôi chắc. Hơn nữa, rõ ràng Hàn Lỗi lớn tuổi hơn tôi, lại được gọi là anh, mà tôi thì bị gọi là gì? Không công bằng, không công bằng nha. Không chờ tôi trả lời, Âu Dương Xuất chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái, trong mắt hiện lên sự thù ghét rõ ràng. Hay lắm nhóc con, mặc dù khiến cho chị đây ứng phó không kịp, nhưng tôi vẫn hiểu. Xem ra bệnh trạng của nó và đồng chí Tần Hạo lúc trước giống nhau. Đối với tôi, sinh ra một loại cảm giác không hề giải thích được, không có chút ý nghĩa nào, lời nói buộc tội vô căn cứ, căm thù và cảm giác xa cách nữa. Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, anh mau nói xem, năm đó... Anh đã đối với người ta làm cái trò gì chứ? Bất quá Âu Dương Xuất như thế có vẻ dễ chơi hơn. Thế nên tôi nhếch mép, quyết định đem thằng nhóc trước mặt này làm đối thủ mà xử lý. Dù sao, cùng một đứa trẻ chơi không bằng khiêu chiến, cùng một đối thủ làm mình hứng thú nha. Cho nên, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tôi đảo mắt nhìn nó cười cười chậm rãi nói. À, thế nhưng vậy thì sao? Cho dù không xứng đáng, chị đây vẫn là vợ của anh ấy mà. Thằng bé xấu xa ngây ngẩn cả người, rồi tức giận bộc phát. Có lẽ chưa từng gặp phải kẻ mà không nói lý như tôi đây, nên Âu Dương Xuất nhất thời tắc tị. Chỉ có thể dùng sức trừng trừng mắt nhìn tôi. Ha ha, rất là vui nha. Thằng nhóc xấu xa, chị đây sẽ chiếu cố đến em thật tốt, đảm bảo cho em một kỳ nghỉ hè thật là thú vị, cả đời không thể quên được. Chờ tiếp chiêu đi, mẹ già. Con nhất định sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Mỗ anh nói, nuôi một đứa trẻ con không phải là vấn đề giáo dục nó hay sao?
lớn thì không lớn, chẳng lẽ là đi làm cái loại tiểu nhân sao đo chuyện này? Bình tâm mà nói, Âu Dương Sóc thật ra là một đứa trẻ, vừa hiểu chuyện lại vừa xinh đẹp. Tôi rất thích nó. So với cái kẻ vừa không hiểu chuyện, vừa làm bộ trẻ con kia, tôi lại càng thích sự thẳng thắn của nó hơn. Ít nhất là trước mặt tôi, nó đều rất thẳng thắn. Đặc biệt là nó đối với Hàn Lỗi, lại sùng bái một cách quá mức. Cùng nó quen biết mới chỉ ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, tôi liền phát hiện ra đứa nhỏ này là một đứa trẻ thú vị. Chúng tôi chỉ đấu võ mồm vào những lúc Hàn Lỗi không nhìn thấy mà thôi. Nó là kẻ rất hay làm trò. Bình thường nói chuyện cùng tôi và Hàn Lỗi đều mang một bộ mặt hoàn mỹ, khéo léo. Nếu không ban nãy thì đã lộ ra bộ mặt thật. Thì em là tôi đã bị nó dọa chết rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi dù sao cũng là người có kinh nghiệm sống và sinh hoạt cùng với vua mặt nạ như Hàn Lỗi, kim luôn khán giả chứng kiến anh trình diễn một thời gian ngắn rồi. Loại trình độ kém cỏi này sao để vào mắt tôi được? Chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, không phải là mang mặt nạ sao? Tôi cũng có đấy. Tóm lại là mùa hè này, Âu Dương Xuất chắc chắn là không thể nhàm chán, điều đó tôi xin đảm bảo. Khi hai người chúng tôi đi ra ngoài sân bay, thì Hàn Lỗi lái xe tới. Người bạn nhỏ Âu Dương Xuất vừa vặn thay đổi khuôn mặt lạnh như băng, khôi phục lại bộ dáng khôn khéo vô hại như đầu. Mở ra tiếng nói non nớt vừa đủ làm cho Hàn Lỗi nghe thấy. Chị anh, em muốn ngồi ở phía trước, có thể không ạ? Tốt, ở sau lưng Hàn Lỗi gọi tôi là gì, ở trước mặt Hàn Lỗi mới biết điều gọi tôi là chị anh. Mọi người nói xem, đứa nhỏ này sao cứ thông minh như vậy? Tôi nâng lên nụ cười vẻ sủng nịch, híp mắt ôn nhu nói, dĩ nhiên có thể, chỉ cần em vui là tốt rồi. Nhận được sự cho phép của tôi, Âu Dương Xuất thật vui vẻ, hấp tấp ngồi thẳng vào vị trí vẫn thuộc về tôi. Ngay lúc đóng cửa xe, thừa dịp Hàn Lỗi không có chú ý, cái đứa nhỏ xấu xa này, cự nhiên lại hướng tôi làm một cái mật quỷ khiến tôi suýt chút nữa bật cười. Thật là một hành động trẻ con ngây thơ và dễ thương đâu ấy. Cho nên, theo lễ phép, tôi không chút nghĩ ngợi cũng trả lại một bộ mặt quỷ nhỏ nhỏ cho anh. Kết quả, nhóc con bị tôi làm chấn động đến nỗi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, mặt quỷ to so với mặt quỷ nhỏ có vẻ như nó bị lỗ rồi. Sau đó tôi ngồi vào trong xe và an tĩnh nhìn lại hai người đàn ông, một lớn một nhỏ ở phía trước trò chuyện qua lại. Chỉ thấy Âu Dương Xuất hưng phấn đến nỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sáng long lanh, chu cái miệng nhỏ khi đóng khi mở. Má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xuất hiện thật nhiều. Mà Hàn Lỗi thì sao? Trên gương mặt tuấn tú luôn hiện lên nụ cười dịu dàng. Mặc dù không nói lời nào, nhưng cho dù là như vậy, cậu nhóc kia vẫn vui vẻ đến nỗi không kiềm chế được. Dù sao cũng là cơ hội được mặt đối mặt với người mình ngưỡng mộ đã lâu, cho nên tôi có thể hiểu được sự kích động của Âu Dương Sắt. Chẳng qua là lúc này ánh mặt trời đầy mặt, lúc sau lại âm trầm lạnh như băng. Đứa trẻ này không sợ bản thân một khi không cẩn thận sẽ rơi vào tình trạng tinh thần phân liệt và nhân cách phân liệt à? Dọc theo đường đi, nhờ vào phúc của Hàn Lỗi, tôi cũng được Âu Dương Xuất, tâm không can, tình không nguyện mời tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhìn tiểu tử rõ ràng không tình nguyện mà lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đôi mắt lại càng híp lại, nụ cười của tôi lại càng lớn. Cuối cùng, ba người chúng tôi vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ, tương thân tương ái trở về nhà. Tôi biết Âu Dương Xuất ở trước mặt Hàn Lỗi là rất chân thật, ở trước mặt tôi cũng rất chân thật. Chẳng qua đó là vấn đề chính diện hay phản diện mà thôi. Sau khi sắp xếp tốt gian phòng cho Âu Dương Xuất, tâm tình tôi không biết vì sao rất tốt. Chủ động tính toán cùng Hàn Lỗi thi thố tài năng, muốn chuẩn bị một bữa ăn thật phong phú, ngon lành giúp tiểu tử kia đón gió. Nhìn bóng lưng của Hàn Lỗi trong phòng bếp, vừa khí xuất vừa bận bịu, trong mắt Âu Dương Xuất lóe ra ánh mắt không thể dùng hai chữ sùng bái đơn giản mà hình dung. Mà sau đó, khi ăn bữa tối do đích thân Hàn Lỗi làm, trong mắt lại càng ướt át diễm lệ, lóe lên không ngừng. Tôi nhìn khuôn mặt đỏ tươi cười của Hàn Lỗi, lại nhìn đến vẻ mặt cảm động tột cùng của Âu Dương Xuất mà thầm than thở dưới đáy lòng. Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi! Anh đến tột cùng muốn cho nhóc kia còn sùng bái anh đến mức nào mới chịu thỏa mãn đây? Anh hiểu ý vô cùng, buông thả mị lực trí mạng của mình như thế. Anh có muốn để cho người ta sống khỏe mạnh nữa hay không? Bởi vì vấn đề chênh lệch múi giờ, tôi cho là Âu Dương Xuất sẽ không ngủ sớm. Nhưng mà ngoài dữ liệu của tôi,
Chính bởi vì lệch múi giờ, nên sau khi đánh răng rửa mặt xong thì hết sức biết điều bò lên giường, mở điều hòa, đắp kín chăn, nở một nụ cười ngọt ngào, nhắm mắt lại, tính toán việc tiếp tục hàn huyên trong mộng cùng với Hàn Lỗi. Sau khi tắm rửa, tôi mặc một chiếc áo phông rộng rãi đi vào phòng của Âu Dương Xuất. Tay cầm một ly sữa tươi, hỏi xem nó có muốn uống hay không. Âu Dương Xuất miễn cưỡng, mở mắt liếc nhìn tôi cùng ly sữa trên tay tôi. Rất không đáng, bĩu môi, lắc đầu. Trong mắt có nồng đậm khinh bỉ cùng chán ghét. Dĩ nhiên, nó khinh bỉ cùng chán ghét chính là ly sữa tươi chứ không phải tôi. Tôi nhún nhún vai, không thích coi như xong đi. Dù sao miễn cưỡng thì rất không nhân đạo. Cho nên, tôi đem sữa tươi đặt vào trên bàn, sau đó hướng nó đi đến. Giúp cậu bé này điều chỉnh lại chăn, bởi vì mặc dù trời là mùa hè, nhưng chỗ này có điều hòa, nếu không cẩn thận bị cảm lạnh sẽ không tốt. Đầu tiên, tôi thật sự muốn giúp nó chỉnh lại chăn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mập mạp mềm mại trơn nhẵn kia, cuối cùng nhịn không nổi, vươn móng vuốt sói sờ sẵn trên mặt nó một cái. Cảm giác trơn trơn y như trong tưởng tượng. Vốn tưởng rằng thằng nhóc sẽ tức giận với hành động của tôi, thậm chí sẽ nhảy dựng lên, bằng không ít nhất cũng sẽ ý kiến này nọ. Nhưng mà ngoài dự đoán, nó lại chẳng hề náo loạn chút nào, ngược lại là đỏ mặt nhìn chằm chằm trước ngực của tôi. Tôi theo tầm mắt của nó cũng cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình, phát hiện thì ra là bởi vì cổ áo phông hơi rộng, lúc khom lưng không cẩn thận mở ra một khe hở đáng yêu, vừa lúc không cẩn thận đúng tầm mắt của nó lộ ra một chút. Thật, chẳng qua là lộ liễu một chút xíu mà thôi, tôi thề, tôi không phải cố ý. Mặt tôi không đổi sắc, thong dong trấn định kéo lại áo sơ mi, nhìn gương mặt Âu Dương Xuất vẫn đỏ ửng như cũ, liền cong lên khóe miệng, đôi mắt xoay chuyển, nghĩ đến trò đùa dài sắp có mà cười thầm một tiếng. Này, chị nói cho em, làm sao em có thể nhìn chằm chằm vào cái bên trong của người ta chứ? Bao nhiêu chỗ tốt không nhìn, lại cứ nhìn vào bên trong là sao? Tôi ra vẻ ngượng ngùng làm nũng nói. Đối với sự trêu chọc của tôi, tiểu tử đáp lại bằng cách đem đầu vùi mình vào chiếc chăn, chết sống cũng không chịu lộ ra. Nó xác định mình là người đã từng sống ở xã hội Mỹ, cởi mở hiện đại sao? Ở nơi đó rất khó có thể duy trì được tư tưởng đơn thuần và dè dặt như nó bây giờ. Sợ nó sẽ buồn chết, cho nên là tôi liền giúp nhóc con giữ lại một chiếc đèn ở đầu giường, sau đó đi ra ngoài khỏi gian phòng, đóng cánh cửa, cong lên một nét nụ cười nhàn nhạt, rồi xoay người đi vào trong phòng của mình. Sau khi vào phòng, tôi thấy Hàn Lỗi đã sớm tắm rửa xong, đang nằm nghiêng ở trên giường đọc sách. Thế nên tôi nhanh chóng bò lên giường, bả đầu theo thói quen tựa vào trên vai của anh, đem tầm mắt dừng lại ở quyển tiểu thuyết trên tay kia, dùng giọng bình tĩnh hỏi. Thật ra thì anh đã sớm nhìn thấu bộ mặt của tiểu tử hỏa kia đúng không? Nếu là người khác dễ dàng bị mặt nạ của Âu Dương Xuất lừa gạt tôi còn tin được, nhưng nếu là Hàn Lỗi, cái kẻ khác người kia, thì tôi cảm thấy đây tuyệt đối là chuyện không thể. Tôi cảm thấy lồng ngực Hàn Lỗi khẽ chấn động, anh khẽ cười nói. Có ý gì? Giả bộ ngu đúng không? Tôi lành lạnh nói. Giả bộ à? Lại còn giả bộ chẳng giống như ban đầu nữa. Nghe vậy, Hàn Lỗi đem sách trong tay cất lên trên tủ đầu giường, một tay ôm lấy tôi, dùng gương mặt tuấn tú cùng tôi mặt đối mặt. Vươn ra một cánh tay khác, nhẹ nhàng điểm đầu mũi của tôi, trong mắt lóe ra tinh quang, nâng lên khóe miệng nói. Thật ra thì anh có biết hay không cũng không có quan hệ gì đâu. Chơi thật tốt là vui rồi, không phải sao? Nếu là chơi thật vui, anh nói không biết cũng có quan hệ gì đâu. Người đàn ông này chính là đáng vào chủ ý. Chúng ta vui vẻ chơi đồng thuận, làm cho nhóc con kia vui cũng không sao mà. Giờ này, khắc này, tôi chỉ muốn dùng 5 chữ cùng 2 dấu chấm câu để diễn tả sự sùng bái của tôi đối với anh. Cao, thật sự là cao. Nghĩa là cao minh đó. Bởi vì ngày hôm sau vẫn là thời gian làm việc, cho nên chúng tôi phải đàng hoàng đi làm. Âu Dương Xuất ngủ sớm, dậy sớm, tinh thần sáng láng vô cùng. Uyển chuyển biểu hiện nguyện vọng muốn cùng chúng tôi đến công ty, cũng liên tục đảm bảo sẽ không ầm ĩ đến chúng tôi mà làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Không có ngoài ý muốn, Hàn Lỗi cười gật gật đáp ứng. Tôi khóe miệng co giật nhìn khuôn mặt tươi cười của Hàn Lỗi nghĩ thầm. Thật ra thì người này cũng đã tính toán mang thằng nhóc đến công ty chơi rồi. Theo hiểu biết của tôi với anh, nếu tiểu tử này không đi thì anh cũng sẽ tìm mọi cách dụ dỗ cho nó đi theo mới thôi. Sau khi đến công ty, tôi cùng bọn họ đến phòng làm việc của Hàn Lỗi. Đợi Hàn Lỗi dẫn Âu Dương Xuất đi vào trong phòng làm việc. Tần Hạo mới tao mắt,
vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lôi kéo tôi và hỏi, đứa bé kia là ai? Con trai của tôi á. Tôi nói giỡn. Cô đừng có đùa, đứa trẻ kia thoạt nhìn tuyệt đối không dưới 10 tuổi. Chẳng lẽ 15 tuổi cô đã sinh con? Nếu thật sự là thế, đứa bé này nhất định không phải là con của Hàn Tổng. Tần Hạo tỉnh táo phân tích. Tiểu Hạo Hạo, thật không nghĩ tới cậu lại hiểu rõ về tuổi tác của tôi như thế nha. Đừng gọi tôi là Tiểu Hạo Hạo nữa. Tần Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Tên con trai hẹp hòi. Tôi vươn tay đâm đâm cánh tay của Tần Hạo để cho anh cùng tôi nhìn Âu Dương Xuất đang ngồi ở trong phòng làm việc. Sau đó tôi nhỏ giọng hỏi. Thấy tiểu gia hỏa kia không? Tần Hạo vừa đánh giá Âu Dương Xuất vừa gật đầu, chú ý ánh mắt cùng thần sắc của nó. Có phải cảm thấy có chút quen thuộc hay không? Tôi tiếp tục nói. Nghe lời nói của tôi, Tần Hạo nghiêm túc quan sát người bạn nhỏ kia một lần nữa. Tiếp theo, đôi mắt của anh ta càng ngày càng sáng lóe lên. Có một loạt kích động kiểu như là tha hương gặp được cố tri vậy. Xem ra anh đã chú ý tới tiểu tử này giống hệt như mình lúc trước. Cũng là một kẻ kính ngưỡng, sùng bái, hâm mộ Hàn Lỗi vô cùng. Một giây sau, tôi dám đánh cuộc. Tần Hạo thích Âu Dương Xuất rồi. Nhìn ánh mắt của anh ta gần như là mềm nhũn ra nước kia kìa. Quả nhiên là tri âm gặp tri âm, hai mắt lưng tròng. Trong dữ liệu của tôi, Hàn Lỗi sẽ nhanh chóng đem Âu Dương Xuất ném cho Tần Hạo. Cho nên, Tần Hạo lại bị đào móc thêm một cái tài năng mới, bảo mẫu nam toàn năng chăm sóc trẻ con. Tiểu tử vốn vẫn không tình nguyện, nhưng sau khi cùng Tần Hạo bốn mắt nhìn nhau, sau đó chúng sống tiếp một tiếng đồng hồ, hai người kia đã dễ dàng thiết lập tình hữu nghị giữa các đồng chí, có thể nói là như hình với bóng. Đến lúc ăn trưa, cũng không tìm thấy thân ảnh của hai người, đoán chừng bọn họ chắc là chạy đến chỗ nào đó để thể hiện tình cảm sùng bái, ngưỡng mộ, kính trọng với Hàn Lỗi của mình rồi. Lúc tan việc, Âu Dương Xuất cùng Tần Hạo lưu luyến không rời nói lời từ biệt. Chúng tôi một nhóm ba người đi tới Hàn Gia. Tối nay, Hàn Gia đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Mọi người tề tựu đông đủ chỉ để ăn mừng anh cả Hàn Ti, thành công đem chị dâu Tô Nguyệt Nghiên dụ dỗ về nhà. Ở trên bàn cơm, Hàn Ti cười đến thật thỏa mãn, thật đắc ý. Tô Nguyệt Nghiên thì vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng chúng tôi, hết sức hài hước, nói đủ loại chuyện cười. Vẻ mặt trêu chọc cùng khuôn mặt hí hửng. Vì vậy, đem toàn bộ lực chú ý ở trên người đến Âu Dương Xuất, người từ bên ngoài đến. Tiểu tử thật biết điều, miệng rất ngọt, nụ cười thì rất là ngọt. Đem tất cả mọi người dụ dỗ đến không biết Đông Tây Nam Bắc đâu nữa, khiến ai cũng yêu thích không thôi, rối rít muốn cùng nó bồi dưỡng tình cảm. Đặc biệt là mẹ chồng của tôi, thiên vị nhóc con này hết sức rõ ràng, hoàn toàn không đem nhân vật chính, vốn là Hàn Ti để vào mắt. Và độc tài đem chức vụ này cho Âu Dương Xuất. Mặc dù Âu Dương Xuất chiếm được toàn bộ lực chú ý của mẹ chồng tôi, nhưng bà vẫn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vì vậy, khó khăn nhịn đau, bỏ những thứ yêu tiểu tử cho mấy đàn ông. Đứng lên phủi tay, mấy người phụ nữ chúng tôi cũng lập tức đứng lên theo. Bạo lực đem Tô Nguyệt Nghiên bắt làm nô lệ tiến vào gian phòng bên trong bức cung. Chúng tôi đem Tô Nguyệt Nghiên áp ngồi ở vị trí trung tâm của rừng lớn. Tôi cùng với mẹ chồng chia ra ngồi ở hai bên cô ấy, Hàn Mẫn cùng Hoàn Tệ thì đem cái ghế ngồi ở trước mặt cô. Mau mau khai báo đàng hoàng, tên đần độn Hàn Ti kia đã dùng phương pháp gì để con tha thứ cho nó thế? Mẹ chồng tôi cười gian xảo hỏi Tô Nguyệt Nghiên. Nếu mẹ chồng đã đi thẳng vào vấn đề, hỏi đúng nỗi lòng của chúng tôi thì ba người còn lại cũng không có ý định già mồm cãi lão, cùng nhau ăn ý lộ vẻ mờ ám cười gian. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của chúng tôi, gương mặt xinh đẹp của Tô Nguyệt Nghiêm càng đỏ hơn, cô cúi đầu vuốt vuốt ngón tay của mình, nhỏ giọng ngượng ngùng khai. Thật ra thì cũng không có gì. Ngày thứ nhất, anh ấy tìm tới con thì bị con nhốt ở bên ngoài. Ngày thứ hai, cầm lấy hoa hồng chạy đến công ty, chắn cổng lại thì bị con đẩy ra. Ngày thứ ba, vừa chạy đến nhà con, vừa lúc người nhà của nhà con đi ra ngoài du lịch. Sau đó, bị anh ấy mạnh mẽ kéo vào phòng ngủ 4 ngày 4 đêm. Tôi sợ hãi than. Hàn Ti nhã nhặn dịu dàng có thể quá nhiên, lại là người không thể xem ở bề ngoài được. Hàn Mẫn cười, 4 ngày 4 đêm, mãnh liệt quá. Hàn Tuệ vẻ mặt đầy hâm mộ nói. Quả nhiên là con trai của tôi, mẹ chồng cười to, nó dùng cà vạt không? Tô Nguyệt Nhiên đỏ mặt không đáp. Về phần của Hàn Ti rốt cuộc là dùng cà vạt hay không, xem ra cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Chuyện muốn biết cuối cùng cũng đã được biết.
Mẹ chúng tôi hài lòng phủi tay, ý bảo mọi người tan họp, vẻ mặt khẩn cấp muốn chạy trở về phòng khách để tiếp tục cùng tiểu tử nói chuyện. Nhìn chúng tôi lục tục ra khỏi phòng, mẹ chồng đột nhiên lôi kéo tay tôi, lén lén liếc một cái, nhỏ giọng cảm thán. Còn nói xem, tại sao đứa nhỏ này không phải là của nhà chúng ta? Vấn đề là tôi cũng không muốn biết tại sao. Hàn Lỗi nói, anh đi công tác, người bé thì ở nhà trông nhà, còn người lớn thì phải chăm sóc người bé. Trong nháy mắt, Âu Dương Xuất đã ở nhà chúng tôi sống nhờ 4 buổi tối và chuẩn bị nghênh đón ngày cuối tuần đầu tiên. Lại nói, kể từ sau khi Âu Dương Xuất làm quen với Tần Hạo, rồi sau đó thằng nhóc này tiếp tục dùng mị lực của mình, thu phục được mẹ chồng tôi, nó trở nên vô cùng bận rộn, thậm chí là cực kỳ bận. Chú ơi, phải nói là nó bận hơn so với tất cả mới đúng. Ban ngày, thằng nhóc bận rộn cùng Tần Hạo cấu kết. Về phần bọn họ đang làm những gì, xem ra cũng chỉ có chính bọn họ mới biết mà thôi. Bất quá theo như tôi đoán, chuyện của hai kẻ này tuyệt đối không thoát ra khỏi chủ đề sự kính ngưỡng, sùng bái, ngưỡng mộ Hàn Lỗi. Buổi tối, Âu Dương Xuất lại bận rộn đối phó với cả mẹ chồng tôi, đối mặt với một gia đình lớn như vậy. Nó vẫn có thể ứng phó tự nhiên, vì vậy luôn bị Hàn gia giữ lại chơi đến rất muộn. Căn cứ vào mấy đêm quan sát của tôi thấy Âu Dương Xuất bình thường phải đến khoảng 10 giờ đêm mới có thể được Hàn gia thả cho đi. Nếu chúng tôi vẫn ở đó thì cùng nhau về. Nhưng nếu chúng tôi có việc đi trước thì đành nhờ vợ chồng anh cả hoặc anh hai đưa nó về nhà một cách an toàn. Dĩ nhiên, cơ hội để tiểu tử kia chịu thoát ly khỏi chúng tôi và nhờ người khác đưa về là khó lắm. Và cũng đơn giản nói luôn là không có đi. Duy chỉ trừ tối nay, tối thứ sáu. Tôi chỉ muốn nói thêm một câu thôi. Thật ra tối nay hết thảy đều là một âm mưu bí mật của Hàn Lỗi. Bắt đầu từ buổi sáng, Hàn Lỗi đã đối xử với Âu Dương Xuất ôn nhu, cùng với thân thiết khác thường. Không phải trước kia Hàn Lỗi đều đối với nó không tốt, mà là hôm nay đặc biệt tốt hơn. Tốt đến mức mà làm cho tôi cảm thấy quỷ dị vô cùng. Chỉ có tiểu tử ngốc kia là không hề phát hiện ra. Một mực chìm đắm trong khoái cảm khi mơ ước đã trở thành hiện thực của mình. Kết quả là, cả một buổi sáng hôm ấy, Âu Dương Xuất khó có được thời gian ở bên Tần Hạo mà cứ cùng Hàn Lỗi như hình với bóng. Lúc nghỉ trưa, Hàn Lỗi mang theo Âu Dương Xuất, kêu tôi và Tần Hạo cùng đi ăn bữa trưa. Khi ăn trưa cùng với Hàn Lỗi đã cố ý chọn những món ăn của trẻ con. Khóe miệng của Âu Dương Xuất vì thế cứ cong lên không ngừng, cười đến híp cả mắt lại. Giờ này phút này, trên khuôn mặt không có một tế bào nào là không biểu lộ sự sung sướng và hạnh phúc thỏa mãn hết. Đợi dâu Âu Dương Xuất ăn no, Hàn Lỗi lại tỉ mỉ dùng khăn giấy giúp nó lau khóe miệng, khiến cho tiểu tử đối với nó là sự quan tâm săn sóc của Hàn Lỗi lại càng thêm khuất phục. Đôi mắt to sáng ngời ở bên trong không khỏi lóe lên ánh sáng mang tên là cảm động. Nhìn thấy lần ảnh hưởng thứ hai của anh, Tần Hạo hâm mộ không thôi, một mình len lén cắn khăn ăn cảm khoái. Mà tôi thì chỉ ngồi tĩnh tọa một bên, kiên nhẫn đợi chờ hành động tiếp theo của Hàn Lỗi, bởi vì tôi tin tưởng chắc chắn sẽ có đoạn sau. Quả nhiên, Hàn Lỗi cười ôn nhu nói với Âu Dương Xuất, ăn no chưa? Dạ. Âu Dương Xuất lớn tiếng gật đầu phản ứng, cũng tặng kèm một khuôn mặt cười hết cỡ. Vui không? Vui ạ. Vừa gật đầu vừa trả lời. Nhìn thấy tình cảnh này, hai tròng mắt của Hàn Lỗi sau kính đột nhiên chợt lóe, dùng khóe mắt mang ý nghĩa cười nói, vậy chúng ta làm một trò giao dịch, thế nào? Tiểu tử biết điều một chút gật đầu, hai mắt tản ra và hướng mắt cùng với hưng phấn. Hết sức chăm chú nghe người nào đó nói cái gọi là nội dung giao dịch. Thật ra thì rất đơn giản, người đàn ông mang kính lộ ra khuôn mặt như hồ ly tươi cười nói. Buổi chiều hôm nay, anh có thể để em tiếp tục ở trong phòng làm việc cùng anh, cũng giải đáp hết thảy vấn đề mà em muốn biết. Nhưng em phải đáp ứng tối nay cho anh một điều một chút được không? Một mình em sẽ ở lại trong nhà bà Hàn, chơi đùa cùng bọn họ, sau đó lại để cho bọn họ đưa về nhà. Như thế nào, có lời không? Mọi người nói xem, đối với một đứa trẻ mới có 10 tuổi như thế, biết cái gì gọi là có lời hay là không có lời? Nhưng tôi vẫn tận mắt nhìn thấy, theo quán tính, người bạn nhỏ Âu Dương Xuất không hề nghĩ ngợi mà gật đầu lia lịa, cười tuê tét như cũ không thôi. Mà kể Âu Dương Xuất suy nghĩ thật lòng hay là gật đầu theo quán tính, Hàn Lỗi vẫn rất hài lòng, cũng tự mình khẳng định giao dịch giữa hai người đã thành công. Vì vậy, nụ cười càng lớn. Do đó, cả buổi chiều, Hàn Lỗi thực hiện đúng lời hứa của anh.
để cho tiểu tử ở cùng trong phòng làm việc, cũng thỏa mãn bất cứ vấn đề cùng tò mò nó của anh. Sau khi tan việc, rốt cuộc thì đến phiên Âu Dương Xuất thực hiện lời hứa của mình. Thằng nhóc nhìn bàn tay nhỏ bé bị Hàn Vũ lôi kéo, đột nhiên như vừa tỉnh mộng. Khẽ cau mày có chút rối rắm, sau khi biết mình bị mắc lừa, nó chỉ còn cách hết sức đàn ông, ưỡn ngực, vẫy tay từ biệt cùng chúng tôi, rồi hoa lệ nắm tay Hàn Vũ rời đi. Đưa mắt nhìn Âu Dương Xuất rời đi, Hàn Lỗi cười đến đắc ý, nắm tay tôi rời khỏi công ty. Không có phòng ăn cao cấp, cũng không có buổi hẹn hò nào lãng mạn nào hết. Hàn Lỗi trực tiếp đem tôi về nhà, cũng tự mình đi xuống bếp, chuẩn bị một bữa ăn tối dưới ánh nến rất có không khí. Mặc dù vẫn cảm thấy loại bữa ăn tối kiểu này vừa tốn thời gian lại vừa buồn nôn, nhưng mà không thể phủ nhận, tôi rất thích Hàn Lỗi chuẩn bị bữa ăn dưới ánh nến này cho tôi. Sau khi hưởng thụ bữa ăn riêng của hai người thật lâu, chúng tôi rời đến một góc quầy bar của phòng khách. Hàn Lỗi là một người rất thích thưởng thức rượu ngon. Anh cho là một chút rượu nhẹ có thể làm cho tâm tình vui hơn, hưởng thụ thoải mái, say mê hơn, thậm chí có thể làm cho con người ta ngây ngất. Vì vậy mới có sở thích sưu tầm rượu ngon. Cũng vì thế mà trong nhà có một hộc tủ lớn cùng một quầy bar nhỏ. Hộc tủ lớn trưng bày rất nhiều loại rượu ngon mà anh đã sưu tầm được. Có rượu đỏ, rượu nho, rượu mạnh, cùng với rất nhiều loại rượu Tây mà tôi cũng không nhận ra. Hàn Lỗi để tôi ngồi ở ghế cao ngoài quầy bar. Mình thì đi vào bên trong, đưa tay vào hộc tủ lấy ra một bình rượu và một cái ly uống rượu rồi đi ra ngoài. Cười hết sức là tự tin với tôi rồi bắt đầu rót rượu. Không thể phủ nhận, khi rót rượu, Hàn Lỗi nhìn rất anh tuấn, nụ cười thản nhiên, thần sắc tự tin, kỹ thuật thành tạo, khí thức vui vẻ. Chỉ những thứ này thôi cũng có thể dễ dàng làm cho người khác đến điên cuồng rồi. Một lát sau, Hàn Lỗi cười và đưa cho tôi một chén rượu. Chất lỏng trong suốt màu hổ phách trong chiếc ly rượu, chân hình tam giác là rất là đẹp. Dọc theo chén rượu, cùng một viên anh đào làm đẹp, toàn thân thoạt nhìn tựa như một người con gái cao quý mà hấp dẫn khiến cho tôi yêu thích không thôi. Thấy tôi lộ ra vẻ mặt yêu thích, khóe miệng của Hàn Lỗi nâng lên một độ cong đắc ý, dùng thanh âm trầm thấp từ tính cười nói. Đây là tác phẩm do anh sáng tạo, đặc biệt thiết kế cho em. Tên của nó là Người Phụ Nữ Của Tôi. Cầm lấy ly rượu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Lỗi cũng như là đôi mắt từ từ sâu lại, trái tim nhỏ bé của tôi không khỏi nhảy lên một cách cuồng loạn. Trong lòng có sự ngọt ngào không nói ra lời cùng cảm động. Nhìn đến ly rượu ngon trong tay, tôi lộ ra nụ cười ngọt ngào, đây là loại rượu thuộc về mình tôi sao? Dưới ánh nhìn của Hàn Lỗi, tôi ngạo mạn cầm lấy chiếc ly rượu đặt ở bên môi, khẽ nhấp một ngụm. Có chút ngọt ngọt. Mùi vị thế nào? Hàn Lỗi mong đợi nhìn tôi. Uống rất ngon. Còn có chút ngọt nữa, em rất thích. Tôi tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào nói. Cuối cùng, trong nụ cười tràn đầy thỏa mãn của Hàn Lỗi và cái nhìn chăm chú, tôi có chút quyến luyến nâng cốc từ từ thưởng thức hết. Khi tôi đặt chén rượu xuống, Hàn Lỗi đã từ quầy bar đi ra đến trước mặt tôi. Lúc này tôi đang dựa lưng vào thành quầy. Anh liền chống hai tay vào đó, đem tôi vây lại giữa lòng mình và quầy bar, tạo thành một tư thế hết sức đáng yêu, cũng không kém phần ái muội. Hàn Lỗi tươi cười, khom lưng cúi xuống tìm kiếm môi anh đào của tôi, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm trên cánh môi rồi nói, thật sự có chút ngọt, rất thích hợp với em. Tôi ngẩng đầu nghênh đón sự đụng chạm của anh, phát hiện ra thanh âm. Giờ phút này đây, tôi chỉ muốn cùng anh hôn môi mà thôi. Sau giây phút hai môi chạm nhẹ đi qua, Hàn Lỗi dùng trán của mình đụng vào trán tôi. Nhắm mắt lại, có chút ít ai oán nói, 4 ngày rồi, anh lại có 4 ngày không có ôm em, chúng ta đã 4 ngày không có yêu nhau rồi. Thật là, anh đang nói cái khỉ gì vậy? Thôi, tôi cũng không có ngần ngại trở thành kẻ chủ động trong chuyện này. Thế nên vươn tay kéo đầu anh xuống, dùng miệng ngăn ngừa những lời oán trách còn chưa thốt ra, hôn lên đôi môi mỏng khiêu gợi ở trước mặt. Hàn Lỗi nở nụ cười, dưới sự chủ động cùng khát khao của tôi, liền đoạt ngay quyền chủ động ngay bây giờ phút đấy. Đem đầu lưỡi dò vào trong miệng, tìm kiếm lưỡi của tôi cùng nhau chơi đùa, càn quét trong khoang miệng không bỏ sót bất kỳ một góc nào. Đây là một nụ hôn điên cuồng và nóng bỏng. Tôi phải dùng hai tay nắm chặt lấy áo trước ngực của anh mới có thể miễn cưỡng ổn định bản thân đang từ từ mềm nhũn ra, cũng kìm lòng không nổi phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn. Anh phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái rồi nói, chúng ta trở về phòng được chứ? Lúc này tôi đã sớm ý loạn tình mê, đến mức không thể động đậy mà chỉ có thể gật đầu.
dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng ngủ, không khí tràn ngập hơi thở hoan ái truyền miên và mập mờ. Tôi toàn thân mềm yếu, nằm nghiêng ở bên người Hàn Lỗi mà nghỉ ngơi, hưởng thụ sự yên tĩnh sau khi kích tình qua đi. Tùy ý người chồng bên cạnh tiếp tục muốn làm gì thì làm. Hàn Lỗi cũng nằm nghiêng đối mặt với tôi, khóe miệng cầu khởi một nụ cười quyến rũ đầy thỏa mãn, nâng một cánh tay của tôi đưa lên trước mặt mình, cho đến khi ngón tay đụng chạm vào đôi môi của mình. Sau đó anh mở ra môi mỏng, nhẹ nhàng khẽ cắn ngón trỏ của tôi, tựa như mút mà không phải mút, tựa như hôn cũng không phải hôn, rất mất hồn. Đến khi ngón trỏ của tôi chuyển tới một trận tê dại, tôi mới nhắm mắt lại, bĩu môi nói, đừng làm ồn, em muốn nghỉ ngơi. Nghe vậy Hàn Lỗi cúi đầu cười, nghe lời bỏ qua cho ngón của tôi. Đổi qua thành đùa nghịch với mấy sợi tóc dài trên gối, dùng giọng điệu hoan hỉ nói, sáng mai anh phải đi công tác, hành trình là 2 ngày 1 đêm, chậm nhất là buổi tối chủ nhật có thể về đến nhà, cho nên 2 ngày này đành nhờ em cùng tiểu tử kia giữ nhà rồi. Tôi vẫn nhắm mắt như cũ, dùng lỗ mũi hừ hừ nói, anh cố ý đúng không? Hàn Lỗi dùng thanh âm vô tội nói, ây à, cưng à, em đang nói gì đấy? Sao anh nghe không hiểu? Chồng à, anh đang nói xạo cái gì? Rõ ràng biết thằng nhóc kia rất chán ghét tôi mà vẫn muốn hai người cùng nhau ở chung. Hay là anh đang suy nghĩ muốn đem hai chúng tôi thành đồ giải trí của mình vậy? Tôi cự tuyệt đáp lại anh. Chỉ nhìn thấy có hơi thở ấm áp phun ở bên tai, rất trầm thấp khàn khàn vang lên ở bên cạnh. Cưng à, chúng ta yêu nhau một lần nữa đi. Thân thể của tôi bởi vì hơi thở nóng rực kia mà nhẹ run lên một cái. Nhưng còn chưa chờ tôi cự tuyệt thì chuông cửa đã vang lên cùng lúc. Một giây sau, thân thể cao lớn nóng bỏng của người nào đó đang trèo ở trên thân tôi lập tức cứng ngắc lại, phát ra tiếng rên rỉ thất bại. Còn tôi thì không chút nể tình cười ầm lên, tiếng chuông ngoài cửa vẫn đều đều vang lên như cũ. Rạng sáng ngày hôm sau, Âu Dương Xuất ngồi ở trước bàn ăn, mím môi nhìn tờ giấy trong tay mà Hàn Lỗi đã để lại cho nó, tâm tình xuống cấp trầm trọng. Tôi đã cố ý làm cho anh một bữa sáng thật ngon, chân giò hun khói cùng với trứng ốc la đưa tới trước mắt. Ai ngờ tiểu tử này không thèm để ý, ngay cả liếc mắt nhìn một chút cũng khinh nữa, mặc kệ mỹ vị ở trước mặt, chỉ nhìn chằm chằm dùng ánh mắt vô cùng ai oán nhìn tôi mà thôi. Nhìn xem, đây chỉ là ánh mắt ai oán của một người vợ bị chồng ruồng bỏ nha. Tôi vô tội nhìn nó. Cũng không phải là tôi là người làm Hàn Lỗi biến mất mà. Nhìn cái gì mà nhìn? Hai người rất cuột cường nhìn nhau đúng một phút sau, tôi thật mất mặt bại trận, ngầm thở dài một hơi, chậm rãi nói. Không ăn cũng đừng hối hận đấy. Đây cũng là bữa sáng mà anh Hàn Lỗi của em bảo chị chuẩn bị đặc biệt cho em. Em không ăn nghĩa là phụ lòng tốt của anh ấy, chị không phụ trách đâu. Đây là một lời nói dối cao thượng cỡ nào. Nghe thấy lời nói của tôi, hai mắt Âu Dương Xuất lập tức sáng ngời, đôi má phấn trên khuôn mặt nhỏ bé phát ra ánh sáng vui mừng hỏi. Thật sự là anh Hàn Lỗi cố ý bảo chị làm bữa sáng cho em? Đúng vậy. Tôi qua loa đại khái trả lời. Âu Dương Xuất không có ý để ý đến tôi, mà hết sức cảm động chuyên tâm ăn bữa sáng. Nhìn Âu Dương Xuất vui vẻ vùi đầu vào ăn sáng, tôi không thể không nói, cái tên Hàn Lỗi này dùng cũng thật tốt đấy nhỉ. Nếu bây giờ tôi bảo Hàn Lỗi nói cho anh muốn nhảy xuống dưới tầng này, thì chắc thằng nhóc cũng sẽ bất khuất quên mình liền ngay mất thôi. Tôi chỉ có thể nói một câu, sự sùng bái mù quáng này quả thật đúng là không phải kinh khủng bình thường. Sau bữa ăn sáng, tôi cảm thấy hai người cứ ngồi cả ngày, mắt to mắt trừng to thế này thì cũng không hay cho lắm. Vì vậy, quyết định mang thằng nhóc đi dạo, thuận tiện để cho nó làm quen với cảnh vật xung quanh. Dù sao cũng phải ở chỗ này một tháng, không thể mỗi lần ra cửa đều bị lạc, sẽ phiền toái đến cảnh sát lắm đấy. Ban đầu thằng nhóc chết sống, không chịu cùng tôi ra khỏi nhà. Vì thế, tôi thông minh lập tức sử dụng cái tên Hàn Lỗi một lần nữa, thành công dụ dỗ nó ra ngoài. Đầu tiên, tôi mang Âu Dương Xuất lưu dấu chân tại khắp đường phố xung quanh, cuối cùng kéo nó vào một cửa hàng bách hóa, tính mua cho đứa nhóc này một bộ quần áo. Đi vào cửa hàng thời trang trẻ em, Âu Dương Xuất lập tức nhận được tiếng kinh hô vui mừng của đám bà cô ở bên trong, rối rít tranh nhau giới thiệu quần áo cho chúng tôi. Nói thật, người bạn nhỏ Âu Dương Xuất này quả thật là có đủ tư chất khiến đám bà cô chảy nước miếng ầm ầm. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tinh xảo, nụ cười khả ái như ánh mặt trời, khí chất cao quý, thân sĩ phong độ, có giáo dục, biểu hiện hoàn mỹ. Chừng ấy đã đủ để ép những cô, những gì ở trong kia rối rít gia nhập hàng ngũ kẻ hâm mộ rồi. Vốn là Âu Dương Xuất còn tỏ vẻ khách khí, không cần tốn tiền cho nó, nhưng mà tôi lại một lần nữa mang cái tên Hàn Lỗi ra.
thái độ tên nhóc lập tức chuyển đổi, không hề ngần ngại chọn lựa đủ loại quần áo. Tôi bỗng dưng cảm thấy hai chữ hàn lỗi này quả nhiên không chỉ hữu dụng bình thường. Nếu đi vào trong ngân hàng, hướng về phía quầy nói hai chữ hàn lỗi này mà có thể rút được tiền vô hạn thì tôi cũng thích biết mấy, hấp dẫn cực kỳ à nha. Âu Dương Xuất có con mắt khá tốt, quần áo tự chọn cũng rất thích hợp với mình, càng đem nó trở nên đẹp trai, phong độ. Lúc tính tiền, Âu Dương Xuất đàng hoàng. Cho nên, ban đầu dự tính chỉ mua một bộ thôi, cuối cùng biến thành ba bộ quần áo liền. Bởi vì tôi thật sự không nỡ để những bộ y phục kia mất đi sự hào quang rực rỡ. Lúc đi tính tiền, Âu Dương Xuất đàng hoàng tùy ý để tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, đứng trước quầy thu ngân nhờ chờ mấy người cất những bộ y phục vào túi. Nhìn tốc độ của mấy nhân viên thu ngân, tôi e là những người này cố ý rồi. Cứ nhìn Âu Dương Xuất như thế thì làm sao mà làm việc được chứ? Giả bộ chuẩn bị túi, một người trong đó nhìn Âu Dương Xuất một chút, rồi nhìn tôi một chút, sau đó cười hỏi, đây là con trai của cô sao? Thật là xinh đẹp. Hai người đúng là một cặp mẹ con, vừa mỹ lệ vừa xinh đẹp đấy. Lời vừa nói ra, tôi bỗng nhiên cảm thấy bàn tay nhỏ đang nắm trong tay mình cứng ngắc một chút. Mặc dù thấy kỳ quái, nhưng tôi vẫn cứ cười hớn hở, kiêu ngạo nói, dĩ nhiên rồi, con trai tôi mà. Không những xinh đẹp mà còn hết sức tuấn tú nữa nha. Nhìn thấy tôi thân thiện như thế, những người ban đầu giả bộ, bận rộn cũng dần bu lại. Vẻ mặt rối rít nhìn chúng tôi, dùng khẩu khí hâm mộ nói, cô sướng thật, con trẻ như vậy mà đã có con lớn như thế, gia đình nhất định là hạnh phúc đến chết đi được. Tôi đem Âu Dương Xuất kéo đến trước người, khẽ khom lưng ôm nó vào trong lòng ngực, nở một nụ cười vui vẻ và ngọt ngào nói, làm sao lại muốn chết chứ? Có mà hạnh phúc đến nằm mơ cũng cười tỉnh giấc mới đúng. Có một đứa con anh Tuấn lại biết điều, tôi cũng thấy hạnh phúc lắm. Ngữ khí của tôi rất thành khẩn, bởi vì tôi thật sự cảm thấy như vậy. Nếu Âu Dương Xuất là con trai của tôi thì tốt biết bao nhiêu. Những thứ khác không nói, chỉ cần nói riêng mặt mũi của nó đã đủ thích hợp với khẩu vị nặng của tôi rồi. Mọi người còn nói rất nhiều, hàn huyên trong chốc lát. Sau đó tôi một tay cầm túi, một tay lôi kéo Âu Dương Xuất hoa lệ tiêu sái đi ra khỏi cửa hàng, lưu lại vô vàn những tiếng cảm thán quanh quẩn ở phía sau. Kể từ khi rời ra khỏi hàng, cả đoạn đường, Âu Dương Xuất ở trong trạng thái thâm trầm. Tôi chưa chậm như thế nào cũng không để ý. Chẳng qua là biết điều một chút, ngoan ngoãn để tôi kéo đi. Bàn tay nhỏ bé kia thi thoảng lại nắm chặt, khiến cho tôi cũng hơi rối rắm, không biết làm sao. Chẳng lẽ là tức giận, bởi vì bị những người kia đùa giỡn mà tức giận rồi sao? Hay tại vì tôi giả mạo mẹ xinh đẹp của mình mà cảm thấy khó chịu? Hoặc là bởi vì bị nói là con trai của tôi nên cảm thấy ủy khuất và hổ thẹn. Sau khi suy nghĩ đủ kiểu mà vẫn không thông, tôi quyết định tiếp tục sử dụng chính sách hàn lỗi. Nhưng mà lần này, thế nhưng thất bại. Ngay cả khi nghe được hai chữ hàn lỗi mà vẫn không phản ứng một chút nào như cũ. Nó như thờ ơ khiến tôi cảm thấy da đầu tê dại. Đây đúng là một chuyện lớn, chuyện quan trọng. Tôi cần đi cầu cứu người khác mới được. Đồng chí Tần Hạo, đúng rồi, tôi cần cậu ấy trợ giúp, chờ tôi nhé. Mụ anh nói, đêm đêm gió mát trăng thanh, tâm sự nhộn nhạo. Bàn tay nhỏ bé theo thói quen sờ soạng một bên đệm giường, phát hiện nơi đó trống không, lạnh lẽo, không chút hơi ấm, hiển nhiên là không có ai nằm cả. Tôi mở ra cặp mắt không chút nào buồn ngủ, nhìn về vị trí bên cạnh trống không thuộc về hàn lỗi kia, khẽ thở dài. Xem ra thói quen này quả thật đúng là không vui gì hết. Tôi vốn dĩ vẫn luôn có thể ngủ một mình. Đến hôm nay thì sao? Thiếu lồng ngực ấm áp cùng hơi thở an tâm kia của hàn lỗi, tôi mất ngủ. Lại thở dài lần nữa, tôi chậm rãi ngồi dậy, thả hai chân xuống đất sờ soạng tìm được dép xong, rón rén mở cửa phòng, hướng phòng ngủ cho khách bên cạnh đi tới. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi cùng với Âu Dương Xuất trông coi nhà cửa một mình. Kết quả là sáng nay nó đã biểu hiện hết sức lạ thường. Đây có thể hiểu như là tôi với anh thủy hỏa bất dung được không? Nhẹ nhàng mở cửa phòng khách sau, tôi tỉ tay lên khung cửa, ló đầu vào nhìn gương mặt tiểu tử Âu Dương Xuất đang bị ánh sáng mờ mờ nhu hòa của đèn ngủ trên đầu giường bao vây xung quanh. Lại không khỏi nhớ tới cảnh tượng, ngay cả chào hỏi cũng không đã trực tiếp đuổi giết tới nhà Tần Hạo chiều nay. Khi ấy, tay tôi vẫn còn cầm mấy cái túi. Một tay kia lôi kéo Âu Dương Xuất đang làm bộ ông cụ non bên cạnh, vẻ mặt bi thương sắp khóc đến nơi, điên cuồng ấn chuông cửa nhà của Tần Hạo. Rất nhanh, cửa được ôn nhu mở ra, gương mặt tuấn tú đeo mắt kiếng của Tần Hạo xuất hiện ở trước mắt. Một khắc đó, tôi cảm thấy dường như ở phía sau anh ta có một ánh sáng trắng lấp lóe lên.
giống như là thiên sứ được thượng đế phái xuống cứu vớt mình vậy. Nhưng mà một giây sau, tôi lập tức nghi ngờ, nếu Hàn Lỗi đi công tác, thì tại sao thân là thư ký của anh mà Tần Hạo ngược lại lại ung dung ở nhà? Tần Hạo tựa hồ cũng nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi, anh ta khép môi âm trầm, nhìn tôi một cái, sau đó nghiêng đầu nở nụ cười, kéo Âu Dương Xuất nãy giờ vẫn cúi gằm mặt vào trong nhà. Nhìn bóng lưng của anh ta, tôi đột nhiên có cảm thấy hết sức tiếc nuối ở trong lòng, xem ra là bị thất sủng rồi, tiếc cho một đời Tần Hạo, nhất định là đã thất sủng. Tôi cùng với Âu Dương Xuất biết điều một chút ngồi ở trên ghế salon nhà Tần Hạo, im lặng uống nước chanh, không khí có chút lúng túng cùng quỷ dị. Thừa dịp Âu Dương Xuất vẫn còn đang thất thần, Tần Hạo ngồi xuống bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi, cô đã làm gì với thằng bé vậy? Trong giọng nói có khinh bỉ, trách cứ, nghi ngờ và không tín nhiệm. Nhìn vẻ mặt Tần Hạo, tôi oan ức đầy mình, vẻ mặt vô tội kể hết mọi chuyện buổi sáng ở cửa hàng quần áo trẻ em ra cho anh ta. Nghe xong lời của tôi kể, Tần Hạo liền dựa lưng vào salon, một tay sờ cằm, một tay khoác lên tay vịn của ghế, vẻ mặt trầm tư vô cùng. Đột nhiên, hai mắt anh ta sáng ngời, nhẹ nhàng gọi Âu Dương Xuất. Tiểu Xuất, trò chơi lần trước em bảo anh hình như là Tần Dương đang đau lót thì phải. Em vào trong gian phòng kia tìm nó xem sao đi. Nghe thấy lời của Tần Hạo, Âu Dương Xuất đột nhiên thức tỉnh, khôi phục lại thần sắc bình thường, sau đó nhanh như chớp dạ một tiếng, rồi phóng như bay vào gian phòng mà Tần Hạo chỉ. Nhìn vẻ mặt tươi cười một lần nữa hiện lên trên gương mặt của thằng nhóc, tôi chỉ muốn cảm khái, thì ra Hàn Lỗi vẫn là không sánh được bằng trò chơi kia. Quả nhiên cậu đã có đối sách, đúng bệnh, đúng thuốc rồi. Vẻ mặt tôi vạn phần bội phục nhìn Tần Hạo, kẻ có thể làm cho Âu Dương Xuất khôi phục bộ dáng bình thường. Ai dè Tần Hạo đảo mắt nói, làm sao mà được, chiêu của tôi đây là rời đi lực chú ý, như thế nào, cao tay không? Sau đó tôi cùng với Tần Hạo cũng đi vào gian phòng của Tần Dương. Không thể không nói, thứ ấn tượng nhất trong này vẫn là cái đầu trọc sáng bóng, không thể phản quang của nó. Lúc này, Âu Dương Xuất biết điều một chút, ngồi ở bên người Tần Dương. Hai người đối mặt với máy tính, vừa nói vừa cười. Tôi đi tới phía sau của bọn họ, phát hiện bọn họ đang download trò chơi, ngó thử danh sách xong, tôi khẽ cau mày. Mọi người nói xem, bọn trẻ bây giờ đang thích chơi cái trò gì cơ chứ? Không phải là ma thú thì là đánh nhau máu me đầm đìa. Lại nhớ tới mình năm đó, chơi toàn là xe tăng với cả Mario. Hơn nữa còn là chơi trên máy điện tử cơ nhé. Có phải máy tính như thế này đâu. Sau đó thì bị cha phát hiện ra, kết quả là bị một trận cải cách tư tưởng giáo dục tơi bời. Quả nhiên là thời đại tiến bộ, trò chơi cũng theo đó mà đổi mới. Các cậu không chơi trò sức mạnh vô song à? Tôi không nhịn được hỏi. Nghe vậy Tần Dương thì khinh bỉ nhìn, còn Âu Dương Xuất thì nghi hoặc ngó tôi chằm chằm. Tôi lạnh lùng nhìn trả lại Tần Dương, đó là sức mạnh vô song. Tôi bây giờ chỉ mới miễn cưỡng chơi đến cấp 140 thôi đó. Hơn nữa, game muốn hỏi nhất tôi còn chưa nói. Nếu mà tôi hỏi, đầu trọc này có mà nhảy dựng lên ấy chứ. Thật ra thì tôi muốn hỏi nhất đó chính là các cậu có chơi mắt kiếm của quỷ không? Cho nên suốt cả buổi chiều, Tần Dương cùng với Âu Dương Xuất, một lớn một nhỏ ngồi chơi hết thảy mấy trò game kia, hò hét ầm ĩ, mặc kệ cho tôi đang nước mắt ròng ròng ngồi nghe ở cạnh bên. Thật sự là không thể thừa nhận, tuổi mình cũng đã lớn rồi. Những trò chơi nhiệt huyết như kia chẳng còn thích hợp với lão thay già đầy nữa rồi. Những trò chơi thích hợp như tỷ như game đúng sai, cờ caro, chọn điểm khác biệt, tìm lỗi sai hay mặt trượt là tốt rồi. Sau nghĩ chán chê, tôi liếc nhìn Âu Dương Xuất đang ngủ say, sau đó xoay người muốn rời đi, nhưng chỉ mới thoáng qua đầu, tôi đã lập tức trở lại, rón rén bên chiếc giường và tiến tới. Quả nhiên, tôi không có nhìn lầm, khóe mắt của Âu Dương Xuất thật sự vẫn còn đọng những giọt nước. Cái miệng nhỏ nhắn kia khẽ nhếch lên như đang lẩm bẩm cái gì đó. Tôi nhẹ nhàng quỳ gối xuống ở bên cạnh giường, đưa lỗ tai nhích lại gần cái miệng nhỏ của nó, lấy bộ dáng nghe lén thô tục nhất để cố giải thích nghĩa của từ mà nó đang mở miệng ra. Mẹ, mẹ. Thì ra là nó nhớ mẹ. Tôi đứng thẳng người, vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu bé, kìm lòng không được vươn tay xoa đầu của đứa nhỏ. Từ thư của mẹ già mà tôi biết được, khi Âu Dương Xuất 5 tuổi đã theo cha mẹ tới nước Mỹ định cư. Hai người họ bận rộn làm ăn thường xuyên nên không có cách nào chăm sóc ở bên cạnh nó. Vì thế tiểu tử này rất là cô độc,
thiếu thốn tình cảm gia đình, không có mẹ đau, không có cha thương. Mà bây giờ, hai bên cha mẹ lại muốn ly hôn, tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, họ thì dễ dàng thôi, chỉ có đứa nhỏ này là đáng thương. Ở bên cha hay bên mẹ cũng không tốt, bất hòa đi theo ai, đối với nó mà nói cũng là một tổn thương không nhỏ. Cho nên thân là bạn bè tốt, mẹ tôi đã chủ động đề nghị trong giai đoạn làm thủ tục này, đưa thằng bé sang chỗ tôi nghỉ ngơi. Thực tế là muốn thoát khỏi thực tế. Rất là tàn khốc lúc mà cha mẹ chia tay. Ít nhất trong tháng này nó có thể thật vui vẻ vui chơi. Có khi lại còn có nhiều người khác làm bạn. Nhìn Âu Dương Xuất đã dần dần không còn nói được mớ nữa. Tôi biết lòng mình đang dần dần mềm nhũn ra. Nhìn từ một khía cạnh khác, chúng tôi có thể coi như là đồng bệnh tương liên. Cũng là kẻ lưu lạc. Nhưng mà nó so với tôi thì đáng thương hơn rất nhiều. Nhớ năm đó, khi cả cha mẹ đều song song rời nhà trốn đi, tôi đã lên cấp 2 rồi. Suy nghĩ cùng với năng lực thừa nhận cũng đã mạnh hơn so với đứa nhỏ này. Chủ yếu nhất là tôi vẫn có thể hưởng thụ được tình yêu thương của mẹ. Mà Âu Dương Sót thì sao? Tuổi thì cũng đã nhỏ thiếu hụt tình yêu thương. Bây giờ cha mẹ còn muốn tách ra mỗi người một ngã. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Thật khó có thể hiểu được làm sao để nó lớn lên để hiểu chuyện, biết điều lại ngoan ngoãn như thế này nữa. Tình thương của mẹ nó thì tôi không có cách nào có thể cho. Nhưng mà cho dù mẹ ruột của đứa trẻ này cũng không phải là tôi. Nhưng mà sự ấm áp thì ít nhất Hạ Anh này cũng có thể làm được. Thế nên tôi nhẹ nhàng bò lên giường và nằm nghiêng mình bên cạnh, đem đứa nhỏ người sang hướng mình, dịu dàng kéo nó vào trong ngực. Âu Dương Xuất chơi đến mệt mỏi nên ngủ rất là say, dĩ nhiên không hề hay biết đậu hũ nhỏ của mình đã bị tôi không có chút khách khí hưởng thụ. Chỉ thấy nó mớ màng phát ra những tiếng thoải mái. Cái đầu nhỏ cũng hướng ở bên trong ngực tôi mà dịu vào, khóe miệng nhếch lên nụ cười mờ ảo. Chỉ chốc lát sau, khóe mắt đã khô nước, còn có cả tiếng ngáy nhỏ đều đều phát ra. Tôi không có chút nào buồn ngủ nhìn nó, lấy tay sờ soạng mơn trớn gương mặt trơn mềm. Xúc cảm này quả là rất là dễ chịu đi được. Khi ngoài cửa sổ đã bắt đầu tờ mờ sáng, tôi cẩn thận nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức đứa nhỏ, xuống giường và ra khỏi phòng. Vuốt vuốt khóe mắt khô cong, tôi âm thầm rơi lệ trong lòng. Tại sao mình phải sợ đứa nhóc này biết? Cả hai hôm qua ôm nhau ngủ một đêm chứ. Lại còn vô tư dùng cả buổi tối để ôm ngủ nó an nhiên. Quả nhiên tôi chính là một người phụ nữ nhân hậu mà. Làm chuyện tốt không cần báo ơn nha. Âu Dương Xuất sau khi tỉnh ngủ, mặc dù không có giả bộ thâm trầm như hôm qua nữa, nhưng vẻ mặt lại mâu thuẫn khiến tôi không cách nào chấp nhận được. Từ lúc đi ra khỏi cửa phòng nhìn thấy tôi, thằng nhóc này luôn dùng vẻ mặt phức tạp ngó tôi chằm chằm. Cái miệng nhỏ nhắn cứ lúc khép lúc mở, muốn nói lại làm thôi, lại chẳng biết nói là đang suy nghĩ cái gì nữa. Sau khi ăn bữa cơm trưa xong, tôi hỏi nó có muốn đi đâu chơi hay không, ví như là thư phòng của Tần Dương hay là đồng chí Tần Hạo chẳng hạn. Thằng nhóc đầu tiên là tỏ vẻ đăm chiêu nhìn tôi, sau đó nghiêng đầu né tránh tầm mắt của tôi, lắc đầu tỏ vẻ không muốn ra khỏi cửa. Kết quả, đứa nhỏ này ngồi trong nhà ngây người suốt cả buổi chiều. Mặc dù tôi biết tiểu tử có tâm sự, đây rõ ràng là sự thật mồn một nha, nhưng mà tôi cũng không ép nó làm gì, cứ chờ tới lúc nó mở miệng hỏi mình là được. Mỗi lần nhìn thấy cửa phòng anh, tôi đều len lén đến gần thăm dò, nhìn trộm xem bên trong có động tĩnh gì hay không. Trong phòng không có máy tính, không có điện thoại. Mọi người nói xem có cái gì hay ho để mà nó ở lâu trong đó thế. Không phải là đọc lén mấy thứ sách báo trộm mang đến đó. Sau bữa cơm chiều, vì không thể để cho thằng nhóc tiếp tục ngây ngốc ở trong phòng chơi với mấy cái bóng nữa, tôi lôi kéo nó đến ngồi ở trên salon phòng khách xem TV. Ngoài ý muốn, tiểu tử lại hết sức phối hợp, biết điều ngồi ở vị trí cách xa tôi, vẻ mặt chuyên tâm xem TV. Vì tưởng thưởng cho sự biết điều này, tôi nổi hứng làm một điều rất là ngu xuẩn, đó chính là đem điều khiển TV cho nó. Mọi người nói xem, đây có phải là thứ mà một đứa trẻ 10 tuổi nên xem hay không? Không phải là kênh bóng đá, không phải là kênh thiếu nhi, không phải là kênh thể thao, cũng không phải là kênh phim truyện, mà là kênh thời sự tiếng Anh. Được rồi, nó là người tới từ nước Mỹ, cho nên nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng vấn đề là lấy trình độ của tôi mà nói thì hoàn toàn không thể cắt nghĩa được lưu loát thứ tiếng kia. Nhưng mà chuyện ngu xuẩn cũng làm thì đã làm rồi. Vì thể diện, tôi còn cách giả bộ cũng hiểu, vẻ mặt thành thật ngồi xem tin tức cùng nó. Cực kỳ thống khổ nha.
Đúng lúc nội tâm của tôi đang đau đớn kêu gào, bất chợt, bụp, một tiếng. Không còn bất cứ tiếng động nào, giọng tiếng Anh cũng tắt ngấm, màn hình đen ngòm, trước mắt một mảng tối om. Tốt lắm, chung cư nhà tôi bị cúp điện rồi. Muốn biết tại sao tôi có thể khẳng định được chắc chắn như thế không? Bởi vì tôi nghe thấy một khắc nào đó từ lúc tối om, đồng loạt nổ ra một tràng kêu gào vang khắp khu nhà, đinh tai nhức óc chứ sao. Trái lại, hai chúng tôi vẫn thong dong bình tĩnh ngồi yên một chỗ trong bóng tối, không thét chói tai, không kêu loạn xạ, chỉ khẽ khàng thở ra, lặng lặng chờ ánh sáng khôi phục. Cái đó, một giọng nói non nớt, do dự vang lên trong bóng tối. Em có thể hỏi chị một vấn đề được không? Được, chị còn có thể miễn phí nữa cơ. Bây giờ em có thể hỏi chị hai vấn đề cũng được. Tôi rất hào phóng nói. Ngày hôm qua, trong cửa hàng quần áo trẻ em, vì sao chị không phủ nhận chuyện em là con trai của chị? Tại sao chị lại phải phủ nhận? Mặc dù em quả thật không phải là con trai của chị. Bởi vì phụ nữ không phải luôn hy vọng mọi người không ai biết mình có một đứa con lớn như vậy hay sao? Giọng nói vang lên có chút kích động nhỏ nhỏ. Ai nói thế? Mẹ của em. Mỗi lần bà cùng em ra khỏi nhà, bà luôn phủ nhận rằng mình không có đứa con nào lớn như vậy. Giọng nói trở nên mất mát cùng thương tâm. Đó là do mẹ em quá đần, hiểu không? À cái gì? Đúng thế là còn gì? Nếu chị mà có đứa con ngoan và lớn như em, vừa đẹp trai, vừa biết điều, lễ phép, đi ra ngoài thì hết sức kiêu ngạo nói với mọi người, đây là con trai bảo bối của tôi đấy. Sau đó người khác sẽ súng lại và ca ngợi. Con trẻ như vậy mà đã có một đứa con lớn như thế thật là hạnh phúc quá. Chẳng lẽ em không cảm thấy là một người mẹ xinh đẹp, lúc tuổi còn đang rất trẻ thì rất là thoải mái sao? Em sẽ không phải vì ngày hôm qua chị giả mạo mẹ em mà tức giận đi. Khó chịu cứ việc nói thẳng ra ngoài, cùng lắm là chị nói xin lỗi là được chứ sao? Sau một hồi dài trầm mặc đè nén, thằng nhóc mới cúi đầu mở miệng. Cảm ơn chị. Nghe thế tôi liền hiểu đứa trẻ thông minh này đang nói tới cái gì, liền trêu chọc. Muốn cảm ơn thì tới đây chị ôm một cái. Không nghĩ tới, tiểu thư thật sự di động cơ thể, đưa cái đầu nhỏ tựa vào vai của tôi. Đơn thuần cho rằng đây cũng chính là để cho tôi ôm một cái. Trong bóng tối, tôi cong khóe miệng, để đứa nhỏ an tâm dựa vào, cảm giác thấy nó hoàn toàn buông lỏng cơ thể. Tôi biết nó đã quyết định chấp nhận, tin tưởng tôi rồi. Thật là một hiện tượng tốt nha. Đúng lúc cả hai đang lặng lặng hưởng thụ thời khắc hòa bình hiếm có này, thì một tiếng tạch vang lên, kèm theo một tiếng mở khóa, trong phòng lập tức sáng bừng lên. Tôi cùng Âu Dương Xuất ăn ý quay đầu về phía cửa, liền nhìn thấy Hàng Lỗi đang nghi hoặc nhìn thấy cảnh tượng hòa ái trước mặt. Âu Dương Xuất vẫn còn tựa đầu vào vai của tôi mà. Đột nhiên ý thức được điều gì đó, người bạn nhỏ Âu Dương Xuất liền đỏ bừng mặt lên, xấu hổ vô cùng, nhanh như chớp chạy vội về phòng. Cưng à, em không thể làm như vậy được. Tại sao có thể? Ngay cả đứa trẻ con cũng không buông tha chứ. Nếu em có nhu cầu thì hãy gọi điện thoại cho anh. Anh đảm bảo là dù mình ở bất kỳ đâu trên trái đất cũng lập tức bay về với em mà. Mau khai thật đi. Em đã làm gì nó rồi? Tại sao khuôn mặt bé tẹo của thằng nhóc lại đỏ ửng lên như vậy? Chẳng lẽ em thật sự đã xuống tay với nó rồi? Người đàn ông này dám biến tôi thành con sói háo sắc sao? Quý vị vừa theo dõi xong phần 4 của tập truyện Một đêm say định mệnh của tác giả Hạ Huyền Trú. Và để theo dõi phần tiếp theo, quý vị hãy nhớ subscribe kênh và ủng hộ cho Thu Hiền quý vị nhé. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.